hello xin chào tất cả mọi người chào mọi người quay trở lại channel của mình và mình là laser 7 vip server à không mình là có chín server ok thì một cái lời chào khá là đặc biệt hôm nay thì mình cầm mặc laser bảy vip server thì mình sẽ làm gì đây phá một cái sáu ngọc à hay là uh, phá 133 triệu vàng hay là làm nhiệm vụ báo cáo ô xin đấy à xin lỗi anh em nha cái nhiệm vụ báo cáo với ô xin này không có làm được đâu một số thanh niên ảo tưởng cứ kêu anh làm nhiệm vụ báo cáo xin đi cho nó hoàn thành nhiệm vụ xem nó ghi ra cái gì không có làm nhiệm vụ được nhá không có báo cáo vô xin được mình đã thử rất nhiều lần vô cái này thử rất nhiều lần rồi và hôm nay là được bạn laser 7 vip server đi bên uh, cái uh, giải liên server win được viên cáp sun vàng và hôm nay bạn ấy đầu tư cho mình cái viên cáp sun vàng để mở cáp sun vàng ok thì cáp sun vàng là sẽ mở ra một cái cải trang ngẫu nhiên và cải trang đó thì chưa biết là cải trang gì nhưng mà một số thanh niên chưa biết cái cáp sun vàng nó có công dụng như thế nào và nó làm như thế nào thì để ra như thế nào đấy thì một số bạn thì xem clip của mình đã có lần mình mở tận 20 viên cặp chun vàng thì vậy thì một số bạn hỏi là anh lấy cặp chun vàng ở đâu thì mình xin trả lời cặp chun vàng đó mình lấy khi nạp cạc nhá khi mà AD ra event hồi trước là cứ trung bình là hai ba tháng là AD ra một cái event là Uh, cứ đánh là ví dụ như là ừ thì mình nạp 500 k là được một viên cặp sun vàng hay là nạp một triệu cạc là được viên cặp sun vàng đó ok thì ad ra sự kiện như vậy nhưng mà hơn nửa năm nay thì mình chưa thấy ad ra sự kiện là sự kiện cặp sun vàng nữa chắc có lẽ là do là sợ game nát hay gì đó thì mình cũng không biết ok thì hôm nay uh, mình nói chung là cái mục đích của laser bài VIP server đầu tư cho mình cái viên uh, cạp sun vàng này là để mình mở thôi là bây giờ thì đã win đổi và mình sẽ nhận thưởng và nhận cái viên cạp xun vàng đầu tay rất là phê lòi anh em ạ phải nói rằng quá là đã luôn còn thanh còn cái cảm giác gì phê hơn ngoài cái cảm giác nhận thưởng viên cạp xun vàng này nói chung là mở ra một cái cải trang bất kỳ từ hai ca ngọc cũng có thể là cải trang seo con hoặc là những cải trang ngon như là cải trang xeo ba hay là cải trang đời ra hóa đá chẳng hạn đấy ok thì mình sẽ chơi cái nào chơi bên khỉ bu 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 con khỉ bu bồ này lâu quá chưa quẩy với nó Tập luyện với em khỉ bu bồ tí thì... À tập luyện thần vũ trụ luôn đi Xúc luôn thằng thần đi Thần vào đây mày Tuổi cơt Để xem hồi lâu á Nó thật hồi lâu mình chơi cái con thần vũ trụ này Mình đã luyện đâu cái ác à? Mất một tháng mới đánh được con thần vũ trụ này Xong rồi à, lên treo ạc trên đây cho nó tăng sức mạnh Cứ đêm nào cũng treo ạc Xong rồi sáng mai dậy là mở ạc lên Ui xem coi tăng được bao nhiêu sức mạnh rồi Còn bây giờ con thần vũ trụ này tụi nó chả xem ra gì nữa rồi tại vì là cái sức mạnh nó thực sự là tăng quá là nhanh ơi ờ, luôn kìa ok thì bây giờ mình sẽ nhận luôn cái viên cặp sun vàng về tay mình để chuẩn bị mở ra cái trang và ngoài mở ra cái trang thì anh em còn có cơ hội mở ra một phiếu giảm giá nữa nhá và anh em đứng top 1 thì sẽ được một viên cặp sun vàng và hình như là một cái radar thần linh còn anh em ở top 2 đến top 10 ở bên liên server đó. ở bên liên server đấy thì anh em từ top 2 đến top 10 thì sẽ nhận được một cái phiếu giảm giá và một viên cáp chun vàng ok thì mình đã nhận được một phiếu giảm giá và một viên cáp chun vàng rồi rất là tuyệt vời thì bây giờ mình sẽ mở cái viên cáp chun vàng này nói chung là đòi hỏi phải tay rất là thơm thằng la bảy vip server nó phải tin tưởng mình rất là nhiều luôn nó mới giao cho mình giao trứng cho ác ok thì hy vọng là mình sẽ mở ra biết đâu được mình sẽ mở ra xeo con hoặc là mở ra đờ ra hóa đá thì sao biết đâu được sự đời sao chứ từ từ ra chưa dám chưa dám mở run quá anh em ạ run quá chưa dám mở đâu chắc mình sẽ đi một nơi nào đó nói chung là cái viên này thì một số thanh niên cứ hỏi là anh còi ơi viên cáp xuân vàng này anh kiếm ở đâu ra thì ngoài các bạn đi liên xe vờ ra thì không còn cách nào khác cho đến thời điểm hiện tại nhá thì nói chung là hồi xưa thì ad là cứ hai ba tháng là cho ra một sự kiện cáp xuân vàng à, thường thường là mình mở rất là nhiều nên mình quá quen thuộc rồi là mở ra cải trang ngẫu nhiên thí dụ như cải trang hai ca ngọc cải trang đờ ra hoa đá hay là cải trang xin hay là cải trang ở dơ này nọ hoặc là cái trang nói chung là đờ ra hóa đá là ngon nhất với lại sale 3 một số thanh niên thì bảo mở ra xeo con nhưng mà mình cũng chưa nhìn thấy tận mắt nhưng mà mình đã từng mở nhiều nhất đó là một lần 20 viên rồi nói chung cái hàng này quá là ngon. ui rồi còn hai bánh trung thu kìa ba bánh trung thu đã chưa kìa à còn đúng ba bánh trung thu lần phê thế nhỉ à, thằng la dây bảy dịp sau nó chịu khó để dành nữa ta chà chà ba bánh trung thu được nhỉ Chừng nào cầm hạc DBK rất chia phê Thôi chắc là mình sẽ đi kiếm chỗ nào mở cho nó hên Nói chung là một số câu hỏi được đặt ra Thí dụ như là anh còi ơi nếu như mở cáp sun vàng này ra phun cải trang Anh phun cải trang thì mở cáp sun vàng sẽ ra cái gì Thì mình xin trả lời chắc chắn luôn Đó là nếu như mà mình phun cải trang mở cáp sun vàng này nó sẽ ra 100 triệu vàng anh em nhá Hãy lưu ý rằng nếu mình phun cải trang thì mình mở viên cáp sun vàng này Nó sẽ ra 100 triệu vàng rồi ok thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái viên cáp xun vàng này nè ờ hơi run anh em ạ hiện tại mình đang thoa tay nhiệt tình luôn để tránh được cái chết vô điều kiện rồi nhìn quả trứng ma bư cho nó thèm khát cái nào chỉ gần nhấp vô quả trứng thôi mất luôn con đệ với lại mất luôn xé sáu sao mình đã từng chứng kiến một người đó chính là à, người nào ta quên rồi nhỉ mình quên mất rồi đó là ai á mà đã từng mang cho đệ một xé ra 18 trăm sức đánh và lỡ tay ấn vô trứng ma bư và mất luôn con đệ mất luôn xé mười trăm sức đánh cực kỳ thấm luôn Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ qua đảo Kame đi cho nó ở đảo Guru đi, nơi mà sự sinh tồn của hành tinh Namex xuất hiện. Mình sẽ mở viên cát xuân vàng này, nó sẽ ra gì đây anh em ơi? Nó sẽ người theo hương hoa mây mù răng Lôi, Sen bộ hung cấp 2. Trời ơi. Vãi cả trường sen bộ hung cấp 2 nữa chứ. Cày thật 2% HP với lại cái xung quanh mỗi 5 giây và sức đánh 16%. KI 15% Cải trang cùi bắp nhất thiên hạ Thế mà ghi là sen bảo hùng cấp 2 Bạn nhận được Cải trang sen bảo hùng cấp 2 Một viên cáp xun vàng Đi liên server Đứng top 1 đến top 10 Mới được viên cáp xun vàng mà Sao lại mở ra sen bảo hùng cấp 2 Như tay mình hơi thúi đấy phải Nhưng mà thôi cũng được mình sẽ mang vào Tách hợp thể ra thử coi đẹp trai không nhá soái ca nhìn Ôi rồi ôi nhìn mang chất soái ca ghê nha Đúng là soái ca server 2 mà nhìn chất lừ luôn nhìn quá đã nhìn bao ngầu luôn nói chung là cái viên cá xuân vàng này thì một tuần thí dụ như mà một tuần từ thứ hai đến thứ bảy mà thứ hai đến chủ nhật mà thứ hai anh em vô địch anh em nhận được viên cá xuân vàng rồi tức là nằm trong top 10 thì từ thứ ba đến chủ nhật anh em không được đi liên server nữa nhá chỉ cần một lần nhận trong tuần thôi là anh em không được đi nữa để tránh những thằng vip nó ngày nào nó cũng đi để anh em không được gì ok thì nó là như vậy đấy nói chung thằng laser 7 vip server này không biết nó bằng cách nào mà nó ăn được viên cáp sun vàng mình cũng thấy rất là hay luôn và ngoài viên cáp sun vàng thì anh em còn nhận được một phiếu giảm giá nữa nó giảm cho anh em tới 80% trong cửa hàng với cái trang này thì cái trang xuyên mẫu cấp 2 này mình thấy nó cùi bắt mình ngắm đi ngắm lại nãy giờ nhưng mà thấy nó cũng chỉ là hút hai trăm hp với là lại ki thôi thua xe ba quá xa luôn thua xe ba quá xa sức đánh mười sáu trăm ki mười năm trăm cải trang này phải nói rằng một cái trang quá phế phẩm luôn anh ạ phải nói rằng cái tay mình quá là đen luôn á mát đen luôn Chắc là hôm nay tay không đỏ được rồi Thôi được rồi chắc có lẽ như là clip này mình sẽ dừng lại đây thôi Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình Một cái viên cà sun vàng Mang đến cho anh em nhiều điều may mắn Và hôm nay mình đã mở cho laser 7 VIP server hy, hy vọng là em nó vẫn vui Ok cảm ơn tất cả mọi người Bye mọi người Like a bottle of wine.